Hello, xin chào cô chú anh chị bạn đến buổi ngày hôm nay nha. Hôm nay em cũng nhập một con bò A cái Angus siêu cọp nha. Có Angus siêu đỏ nha. Siêu đỏ. Con bò này không tàn rất là cao ráo nha cô chú anh chị. Cao ráo dài đòn nha, con bò đầu trụ luôn nha. Đây số mặt chính luôn nha. Bò đầu trụ nha, Angus siêu đỏ nha. Bò này chân móng rất là cao ráo cô chú anh chị. Con bò sao chân cu nó đo là 1m15 nha. Chân cu nó 1m15. Giữa lưng nó là 1m1 nha cô chú anh chị. Tay con bò này cúng nha, cúng rất là dài nha. Bò này chân móng bằng thì hết nha cô chú anh chị, không có xe, không có súng cúng súng gục gì hết nha. Bò này em bo tạ bao giặt lỗ nha. Bò ăn quýt siêu cọp nha, có siêu đỏ, siêu đỏ nha. Cái lưng chính luôn nha cô chú anh chị, đây cái lưng này. Ui lợt bạch nhưng qua rất là bự nha, xương chậu rất là rộng cô chú anh chị. Con bò này được 6 tháng cô chú anh chị. Bò này sao xương khu nó em đo là 1m15 nha, giữa lưng nó là 1m1 nha cô chú anh chị. Bò đầu trụi nha, xương sắc rất là cao ráo nha. Sau này nữa mình nuôi là lên đẳng nhất nha. Bò này là chân móng hoàn thiện nha, không có xe, không có xuống cuốn xuống gì hết nha. Bò này có mức giá 13 triệu cô chú anh chị, 13 triệu là giá đại chuồng nha. Bò được 6 tháng rồi nha. Bò lúc gầy giá rất là nói nha cô chú anh chị ơi. Mình mua về phát triển kinh tế là lợi nhuận là rất là cao nha. Thì bò bây giờ nó rẻ là tới đáy rồi, nó không còn rẻ được nữa đâu. Rồi lúc trước là khoảng 15 16 triệu, bây giờ còn có 13 triệu rồi. Bò này xương sắc rất là cao ráo cô chú anh chị, rất là đẹp. Đầu trụ luôn nha. Bò này ăn quýt siêu đỏ nha. Dài đòn nè, thùng thùng rất là lớn nha. Bò này đầu trụ luôn rất là đẹp nha, sai chín như chú anh chị. Rồi nãy giờ cũng như em đã cập nhật thông tin như hình ảnh của con bò này rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua về để mà phát triển kinh tế thì alo em, số điện thoại em để trên màn hình. Thì chúng ta quen nhau, em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em và kênh của em nha. Nếu cô chú anh chị nào thấy thích kênh của em thì cho em một like và một đăng ký kênh nha, để cho em có tiếp cận được nhiều người nha. Và có những con bò đẹp để cô chú anh chị mình lựa chọn và tham khảo nha. Rồi đến đây em xin kết thúc video tại đây nha. Em xin thân ái kính chào và hẹn lại những video tiếp theo nha.